chào cả nhà, chào mừng đã trở lại với kênh Linh Itinerary. Hôm nay là Linh đến cái quận 13, một quận nổi tiếng ở Paris, nhất là đối với người Việt á, nơi mà có nhiều món ăn Việt Nam và châu Á. Linh thì Linh thích ăn món ăn Việt Nam và châu Á lắm, cho nên nhất định Linh phải đến ở đây. Lần đầu tiên Linh đến nơi này là 18 năm về trước, lần cuối cùng đó là hơn 11 năm rồi. Cho nên Linh chẳng có nhớ gì nhiều hết á. Linh làm cái clip này để giống như là lưu giữ lại những kỷ niệm của chuyến đi này. Linh muốn khám phá những quán ăn ngon. Nói thật là những quán ăn ngon nhưng mà chắc cao lắm, Linh đi chừng 2-3 quán thôi. Tại vì cái bụng Linh ăn không có nổi. Nếu mọi người coi và mọi người thấy có thiếu sót cái gì á, mọi người bổ sung với Linh nha. Mình cùng nhau chia sẻ để cùng nhau khám phá cái thế giới tươi đẹp này ha. Chuyến metro số 7 này nè sẽ đưa mình đến quận 13. Tới cái trạm này nha. Cái trạm này là chỗ gần nhất của quận 13 đó. Mình ghé quán này ăn thử, hỏi cái người đi đường ở chỗ này, họ nói là chỗ này ngon, có nhiều món. Nhiều món thật ha. Thôi order món này. Cơm vịt quay. Cái này là bún chay. Bún thịt nướng. Đây là tô mì Quảng của Linh. Biết bao lâu rồi Linh mới ăn được lại tô mì Quảng này. À, không được lấy của má nha. Việt Nam rất là quan trọng về cái nước chấm. Và Linh thấy nếu mà món ăn làm ngon mà nước chấm không ngon thì cũng sẽ không ngon. Nhưng mà nước chấm ở đây thì cực kỳ ngon luôn. Linh ăn trưa đây. Chiều nay tụi Linh kiếm chỗ bơi, sau đó sẽ lại đi ăn tiếp. Này biết cái gì là cái sợi mì Quảng ở đây là dai, không có bở, mà họ nêm nếm rất là ngon và phục vụ cũng dễ thương nữa. Mọi người có tới đây thì ghé cái quán này gọi là quán phở số 1 nha. Tôi kêu cái món này ra, có bánh lọt, có xương sa hộp đủ mà con lên thử, Linh kêu thử nữa. Ngon á, có mít nữa. Lâu lắm rồi mới ăn được món này. Ở khu này cũng có cái công viên cho con nít chơi. Nếu mà mình ở đây một ngày mà có con nít á, không muốn nó chán á, thì dắt nó vào đây cũng được. Nhưng mà cái khu này thì quá nhỏ cho con của Linh. Đó, xa xa là cũng có nhiều trò chơi cho con nít và người lớn nữa đó. Bóng bàn nè. Rồi có phong tên nước nữa. Sao tôi thích ở Paris ghế nha. Hình như tôi đi chỗ nào Linh cũng thích cái chỗ đó hết trơn á. Trừ có một nơi duy nhất là ở Bồ Đào Nha. Tại vì lúc đó tụi Linh ở một cái nơi rất là hoang vắng và không có chuyện gì để làm hết, cho nên chán. Bây giờ cái quận 13 lớn lắm. Tụi Linh đang ở cái khu này không phải là cái khu của người chỗ mình ăn, chỗ người Việt. Mà bây giờ tụi Linh phải đi một cái bus để quay trở lại khu người Việt. Tại hồi nãy tụi Linh đi bộ xa lắm. Metro bus mình có thể mướn cái này nha. Cái đó thì mình phải làm cái account mà mỗi tiếng đầu tiên là mình trả 1 đồng, rồi sau đó hình như là 50 cent cho mỗi tiếng. Còn đây là xe đạp điện, không biết phải xe đạp điện không nữa, nhưng mà Linh nghĩ chắc vậy. Mọi người chạy nhiều lắm. Nếu mà tụi Linh không có mua cái vé đi metro thì tụi Linh sẽ mướn với cái này nè. Tại vì tụi Linh rất là thích khám phá. Nếu mà ai đi du lịch với Linh á, không biết là tại sao Linh tới được đây, nhưng mà đây là một cái khu siêu thị lớn của người Trung Quốc nha. Mọi người trong đây có bán nhiều món lắm đó. Xoài. Bài não cơ. Chanel. Chôm chôm. Sầu riêng nữa. Mua đây. Đúng là cái khu này đông hàng quán khủng khiếp thiệt á.
Tụi Linh bây giờ qua cái quán phở bánh cuốn, tại vì Linh đọc trên mấy cái TripAdvisor, họ nói là cái quán này cũng ngon lắm. Giờ qua ăn thử. Lúc nãy là Linh nói vào cái quán phở đó, cái quán phở đó là có đông khách và đi ngang và nghe cái mùi là rất là ngon. Cho nên Linh nghĩ là nếu mà bạn nào qua đây chơi á, thì nên tới đó ăn phở thử đi. Còn tụi Linh á, hai đứa con Linh không chịu, nó đòi nhất định ăn cơm mà tiếc là cái quán đó không có cơm. Cho nên tụi Linh ghé cái quán Việt Nam khác. Linh quay cái quán Việt Nam đó cho mọi người coi. Và kế bên đó đó là có một cái quán Lào đây nè. Phía sau Linh là cái quán Lào. Người ta nói cái quán này rất là ngon. Rồi phía trước một chút á là cái quán của chắc của Trung Quốc, thì tại vì có những món Trung Quốc nhưng mà cũng có đồ người Việt nữa, ở đó thì đông khách hơn, nhưng mà tại vì Linh muốn ủng hộ người Việt cho nên Linh tới đây. Quay ngược lại cho mọi người thấy rõ cái quán nha. Rồi kế bên đây là cái quán của người Lào. Bây giờ vào quán và chờ thử có cái món ăn của Việt Nam có ngon, có ngon như là cái món hồi sáng không ha? Sản của Sài Gòn đây, cơm tấm bì chả, bì sườn chả, họ nhìn hấp dẫn quá à. Còn Linh ăn bún bì với lại chả giò. Linh cũng thích ăn bún bì chả giò ở những cái quán Việt Nam khác nhau, tại vì chả giò nó ngon á thì cái quán nó mới ngon theo cái quan niệm của Linh đó nha. Nó vô quán người Việt rồi tụi nó ăn món này đây, chịu nổi không? Cái nước chấm ở đây thì Linh thấy cũng ngon, nhưng mà không có ngon bằng cái quán hồi sáng nha. Chiều Linh uống sâm bổ lượng. Trời ơi, cái món này công nhận Linh cảm thấy là Linh đang ở Sài Gòn hay sao á, rất là thích luôn á. Chè đậu trắng, bánh lọt và đậu đỏ, để Linh ăn thử có ngon không nha. Chè ngon. Linh nghĩ là Linh ăn kiêng cả 2 tháng nay rồi, xong một bữa nay là đi hết luôn. Tất cả các kết quả đều đi theo mấy cái chén chè đậu đỏ, đậu trắng, xong bổ lượng rồi hết. Chè xăm bổ lượng này thì ngon, nhưng mà cà phê sữa đá hồi nãy ông xã có order thì nó không có ngon. Chắc là không biết không hiểu tại sao thì nó không có ngon lắm. Phía sau Linh là cái quán Hội An, nhìn trang trí cũng giống ở quê ha. Rồi kế bên là quán cây ớt, Linh như Linh đọc view là cái quán cây ớt cũng ngon nữa, nhưng mà tại vì hồi nãy cũng ít khách đó cho nên cũng ngại vào. Lâu lâu mình mới đi một lần cho nên mình không biết là như thế nào, mình muốn chọn cái quán nào ngon ngon một chút để có nhiều người khách một chút á, để mình vô mình ăn cho nó yên tâm. Nếu mọi người thử và mình có thời gian thử tới cái chỗ này á, mà thử nhiều món á, ở lâu và thử nhiều món thì cứ thử hết đi rồi chia sẻ cho Linh biết nữa nha. Mình nghĩ á, cái quán hồi sáng thì ngon hơn nha. Còn cái siêu thị hồi nãy đó, khi mọi người đi siêu thị ở đây là nhớ là 8 giờ là đóng cửa. Hồi lúc nãy Linh vào là 8 giờ kém mà họ cứ đuổi mình ra nhanh lên đó, cho nên không có mua được nhiều và không có đi hết cái siêu thị đó. Siêu thị đó cũng lớn lắm đó. Linh chúc mọi người ăn ngon. Mình cảm ơn mọi người đã coi clip, và nếu mọi người có những cái bí quyết nào khi mà tham quan cái chỗ này thì chia sẻ với Linh nữa nha. Bye bye.